À, hôm qua sinh nhật uống say quá, uống quá cũng chịu không nổi luôn. Sáng nay dậy mà thở ra còn nghe mùi. Chưa bao giờ mà anh ngủ mà 7 giờ mới thức dậy. Ừ, sáng nay nhắn tin anh qua rủ cà phê mà thấy giờ này anh chưa qua là biết rồi. 20 phút sau anh mới ha ha. Lúc đó là dậy ngồi uống cà phê mới hết. Ủa gì Mary? Rồi. Hôm qua chưa kịp tặng sinh nhật. Trời ơi. Đây, hôm nay tặng sinh nhật muộn cho anh Sơn nha. Điện thoại hả? Thôi năm nay nghèo lắm, năm nay không có điện thoại đâu mẹ, năm nay làm đẹp đi. Đó, vô. Rồi. Trời ơi. Gì vậy? Rồi, sao có em xinh quá. Đó, rồi, đó, sản phẩm rồi. Được chưa? Đó, năm nay nghèo mình làm đẹp thôi chứ mình không cần điện thoại thì thôi. Để sang năm đi, sang năm giàu rồi tính. Mẹ. Tưởng iPhone 14 hả? Tưởng là điện thoại đúng không? Giống tiền. Rồi đó. Đố anh biết cái gì? Đắn trúng là có quà điện thoại luôn á. Gì mà có cụ xăm? Cụ xăm đâu, cụ xăm. Giống nè, xăm nè. Biết gì không? Nè. Không phải của nữ đâu nha, nam xài nhiều hơn đó. Đó. Đây nè. Cái này là cái này nó người ta gọi là cái gì ta, dầu gội phủ bạc á. Dầu gội phủ bạc. Thay vì trước giờ anh nhuộm đúng không? Nè bữa nay anh chưa nhuộm nè. Hôm nay em tặng anh về là anh gội cái là nó khỏi nhuộm luôn. Anh muốn thích màu nâu là có màu nâu, thích màu đen có màu đen, thích màu đỏ có màu đỏ, thích màu tím, màu vàng trắng. Cái này em cũng dùng được nè anh. Cái này là nó là sản phẩm. Nó không phải thuốc nhuộm nha. Không phải thuốc nhuộm mà. Thuốc nhuộm là mình nhuộm hay bị dính đầu đúng không? Cái này nó không phải thuốc nhuộm. Vậy là nó là dầu gội. Nó là đúng rồi. Nó gọi là dầu gội phủ bạc. Cái tên nó là vậy đó. Ủa mà cái này có đen không? Không, nhưng mà cái này nó hay lắm nè, đen dữ. Nhanh lắm. Anh gọi một lần nó lên màu ngay đầu lần đầu tiên luôn, không có cần phải. Ủa mà anh, em thấy thị trường nó cũng lo cái vụ này đó. Tại vì tụi em hay gọi. Không. Không, cái này gọi là lên người ta cam đoan luôn mà. Vậy hả? Mà có nhiều người xài rồi. Ồ. Đã giữ luôn sơn cái này đúng. Gọi lên là lên ngay lần đầu tiên luôn nha, chứ không phải là anh gọi mà mấy nước đâu, lên ngay gọi lần đầu lên luôn. Thiệt luôn anh. Ừ, xong rồi sau đó mình ủ, sau khi gọi xong mình ủ chút xíu là khoảng 15 phút 20 phút sau là nó lên màu luôn. Chắc mình. Chắc. Màu đen á thì nó thường màu đen thì nó rẻ hơn. Phụ ba cái tường, anh tưởng là phụ ba cái đầu nó bạc cái. Màu đen là 3,5 triệu. Còn màu nâu á, màu gì ta? Màu đen là 3,5 triệu, còn màu nâu là 3,7 triệu. Cái gì, 3,3 triệu hả? Ừ. 3 triệu mấy một? 10 hộp hay là một hộp? Một hộp. Một hộp 3,5 triệu. Mình chẳng anh ấy vừa phải sinh nhật mà đi tặng ông anh mình có 300 mấy, nó đùa chứ có 300 mấy à, rẻ không? 350, 350 màu đen và 300, 370 là màu nâu đó, còn nhiều màu nữa. Ủa Mary này gì vậy? Mary quá trời vậy. Ủa cái dở ra đâu rồi con? Thôi bỏ vô Vũ Sơn đi, Vũ Sơn mang về, Vũ Sơn gọi. Xài được ok là em mua liền. Cái này em. Nhưng mà cách sử dụng sao nữa chứ đâu lại đưa về. Đây nè, hướng dẫn sử dụng nè. Bước 1 để tóc khô nè. Công dụng là cho tóc lên màu tự nhiên, giúp mái tóc trong bóng mượt và chắc khỏe. Ồ, cái này là chiết xuất nhân sâm đàng hoàng nha. Cái màu nó từ chiết xuất nhân sâm đó. Ồ, độc lắm. Đầu tiên anh tưởng là hộp này là hộp sâm. Thấy củ sâm này. Không, chiết xuất. Tưởng là sâm. Mình nhớ dốt tiếng Anh rồi cho nên tưởng đây là. Bỏ lại với sơn đây rồi. Còn cái này cái gì đây? Dạ, cái này cải tiến màu nhiều hơn. Là mình thích màu nhạt. Xong cho chú Sơn màu đẹp đẹp, màu tươi tươi giống màu xanh đọt chuối gì đó. Có màu vàng không? Có không? Đâu. Cái này mình cái sản phẩm này mình muốn mua sao anh? Mua đâu? Hả? À mua đâu hả? Dạ. Đây. Có cái QR code nè. À mình quét mã QR vô hả? Ừ, quét mã QR vô. À. Rất là dễ. Có nghĩa là thức mua cũng online luôn. Ồ, rồi, em quét luôn đi. Là... Móc điện thoại ra quét liền. Hả? Hả? Màu đen là có rẻ tiền hơn. Mà quét trên cái app nào? Cái ứng dụng nào? Quét là hả? Quét là nó tải app về liền được. Đó, quét thử rồi, app tên gì?
chết mẹ rồi không. Được không? Ơi, đúng rồi. Lấy Zalo quét á. Trang web là gì? Đọc em. Em biết là mini web, nó mini nó mua giùm. Có hiện lên trang web luôn. Trang web gì, tên gì đọc coi. Tên thì lâm tên QR Sin 2. À Sin Hair, Sin Hair. Sin Hair, à Sin Hair Việt Nam. À QR Sin Hair. À à. Đó quý vị khán giả. À, mấy ai mà đầu bị bạc mà phải đi nhuộm liên tục, bây giờ xài cái này tiện lắm, QR Sin Hair. Đó, nó có cái app ở trên App Store đó, mình download về là mình mua được. 350 là màu đen, màu nâu 370. Đúng rồi. Mình đem mình màu đen mà đó về em. Còn màu cam chắc mắc hơn ha. Dạ, cam. Ủa anh rồi có cho test thử nghiệm gì không? Dạ, có ai thích uống trà sữa thì có thể nhận màu trà sữa beauty. Rồi có muốn mua trà sữa nữa. Ôi ơi. Cái này dắt về cho mấy anh em quay phim với biên tập mình. Trời ơi. Cái này chắc trẻ xài chứ mấy ông già sao xài được. Ờ, không mình chỉ màu đen thôi. Không, nhiều khi mấy già giật cũng chơi được á. Ồ, sô-cô-la luôn. Chín màu luôn hả? Thôi bỏ vô lại đi, nhiều quá. Rồi, chín màu về cho ba chín ông quay phim với biên tập sản xuất đi. Nguyên một đội hình của nguyên đội hình của mình là thành nhóm nhạc luôn, đúng rồi. Nhật Bản mà. Ừ. Trời. Sinh nhật cho, người ta. Có test thử nghiệm không? Có cái gì để thử nghiệm không? Không. Không luôn hả? Thử nè, lát lấy cái này đi thử nè. Có luôn hả? Ừ. Cái này thử luôn. Phải ấy luôn mới biết được đúng không? Mình đó. Bây giờ là phải thử. Bảo đảm lên màu ngay lần gọi đầu tiên luôn. Đó, nếu mà không lên là trả tiền lại. Còn nếu lên là chầu nhậu. Ok không? Ok luôn. Rồi giờ đi liền luôn. Rồi. Đi luôn hả? Hôm qua mới xỉn, hôm nay còn đòi thêm dầu nhậu nữa. Không, cái này bỏ lên xe, cái này để anh cho mấy đứa bạn quay phim biên tập nữ đâu, nó nhiều lắm. Rồi coi nguyên đội hình đi, đen đỏ. Rồi lên đường Hàn Quốc. Với anh muốn đi Hàn Quốc. Rồi, chuẩn bị xe lắp bàn nhậu nha con. Trưa quay lại nha, lát này chú này chú đi thử nha, xong trưa nay về nhậu, bảo đảm có người bao luôn. Rồi, xin mời hai anh. Vô, dạ hai anh, hôm nay em dắt hai anh đi làm đẹp, vô. Kiếm chầu nhậu bà con, nói chung là bây giờ khổ quá. Nói chung phải tổ chức cá độ cái này cái kia nọ để kiếm chầu nhậu. Rồi, dạ, mến chào quý khán giả đang xem livestream của Colorman nha. Sáng nay là, năm nay là sinh nhật của anh Sơn, Sony Sơn của mình á. Nhưng mà năm nay nghèo quá, không có tiền mua điện thoại tặng, năm nào cũng tặng cái điện thoại. Nhưng năm nay thôi, chuyển qua tặng mỹ phẩm, dạ, tặng đồ làm đẹp. Đồ làm đẹp đó là gì mà bà con bác cùng vào tiệm Hớt Tóc Gia Long Tuấn. À, Hớt Tóc Gia Long nha. Rồi, ở đường Lâm Văn Bền. Rồi, đó em vô em tút hai ông này giùm anh đi. Lên thớt. Đó là ngồi đầu trước hả? À, hớt tóc trước. Ừ, tùy thôi, hớt tóc trước. Cất tóc hay gọi không cho em ảnh gọi cái đồ của anh nè. Dạ. Thôi em gọi á, em gọi luôn. Gọi đi ra cát sao? Dạ. Ừ. Màu đen nha, em màu đen. Gọi luôn đi, gọi luôn đi. Sao màu vậy sao nâu kìa, đó trẻ lại. Đó, bà con quý khán giả này là coi cái phần đầu là thấy đó rồi, washing black, màu đen phải không? Dạ, em màu đen. Rồi em khui mình. Dạ. Rồi gọi cho hai anh nha. Gọi xong là ủ ra cho liền luôn, cho nó đổi màu liền để tôi kiếm kết bia coi. Không tin mấy anh này, mấy anh không có tin mình, cho nên là có một những cái sản phẩm mà mới mà bây giờ là gọi không cần thuốc nhuộm luôn. Thưa với bà con cô bác là không cần thuốc nhuộm, chỉ gọi một phát một là coi như là nó đổi màu liền luôn. Đó, cái này là màu nâu nè, cái này màu đen, còn cái này màu nâu. Đó, hộp màu đen nè, giờ hai anh nào cũng đòi đen hết. Trời ơi, già rồi còn đầu đen nữa. Đầu bạc thì thôi để đầu bạc đi, không chịu. Nói đùa chứ rất rất nhiều người bị cái máu ấy đó, cái máu xấu á. Họ đầu bạc dữ lắm. Ngày nào tháng nào anh Sơn mình cũng vậy. Anh gọi, anh đi nhuộm xong cái vài bữa là ra cái màu ngã ra. Nó nửa trắng, nửa đen, nó cam cam, nó nâu nâu, nó kỳ lắm. Cho nên nếu mà xài cái này, nếu mà thuận tiện là khỏi đi nhuộm luôn, chơi cái này luôn. Gọi một cái đổi màu liền luôn. Rồi bữa nào hứng chuyển qua màu cam được luôn. Xin hair xin. Long có xài này chưa Long? Dạ chưa.
coi thử thử không được ấy, không này hay lắm á, gọi một phát một là đổi màu luôn, khỏi nhuộm luôn. Hộp hộp màu nâu là 370, hộp hộp màu đen là 350. Dạ, cái này thì em chưa sử dụng. Đang thử này, thử này vô coi. Rồi, vô coi hành anh kia gọi. Đó. Quý vị các bạn đang xem livestream đang đi gọi đầu cho hai đại ca Sơn, đại ca Giang. Cộng lại là Giang Sơn. Hướng dẫn sử dụng để tóc khô chải đều. Ủa? Ủa chứ ra sấy nước hả? Sai bài, sai bài. Chết cha, để tóc khô tháo chốt an toàn. Bấm vào nhấn để xong rồi để... Ủa? Chết cha, mình làm lộn rồi. Đúng rồi, hướng dẫn sử dụng là bước 1 là để tóc khô, tháo chốt an toàn, bấm vòi nhấn để cái đầu gội bơm ra dầu lược. Bơm ra đầu lược, dùng lược chải đều lên tóc một lượng vừa đủ. Rồi bước 2 là để nguyên và thư giãn 8 đến 10 phút đối với màu đen, 25 đến 30 phút đối với màu còn lại, sau đó xả lại với nước sạch. Duy trì sử dụng 2 tuần một lần, tùy theo mức độ tóc bạc và tần suất gội đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi, đây, đây cái chai nó đây, đây. Đây nè đó. Để nguyên và thư giãn. Tháo chốt an toàn rồi, tháo ra rồi nè. Đó, bấm vòi nhấn. Đây nó có cái vòi nhấn ở đây. Rồi thấy không? Đó nó có vòi nhấn ở đó. Sơn sát vô gội liền. Rồi xả tóc đi, xả tóc xong làm lại. Rồi vô. Rồi sấy khô, rồi sấy khô rồi trát lên đúng không? Rồi ok. À vậy cũng đúng, đúng quy trình mà. Vô phải gọi cho tóc sạch chứ đúng không? Ừ. Rồi sau đó để khô vậy tôi đâu có sai đâu, đâu sai, đâu sai. Đúng rồi. Rồi, ok, good good good. Rồi các anh chị Ngọc Hành nói vậy thì để sấy khô rồi nhuộm, đúng rồi. À. Ok, hiểu hiểu hiểu, để tóc khô rồi nhuộm đúng không? Rồi hiểu hiểu hiểu. Tóc anh này bạc quá trời bạc luôn nè. Tóc anh Giang bạc quá, tóc Giang bạc, tóc Giang nhiều hơn tóc anh Sơn. Đó, bạc. Trời ơi, vậy là em phải ngồi gọi một ít nhất một hai tuần một lần á. Mà cái chai đó chắc xài cũng được nhiều lần mà. Đó đó, lên rồi đó. Đó. Mình mở cái khóa mình bấm vô rồi. Đã chưa? Rồi, chị Nguyễn Xuân để lại số điện thoại rồi. Và bà con cô bác nào mà cần quan tâm thì để lại số điện thoại bên hoặc là liên hệ với bên Xin he nha, ở dưới mình có để cái link mua hàng chính hãng đó. Nhưng nó không bị dính hay không? Nếu mà mình thuốc nhuộm là nó bị dính đen cái đầu á. Ha. Cái nhiều loại là xả vào không dính. Cái này đâu có dính, này nó giống như dầu gội thôi. Chào Mai Hạnh nha. Rồi. Quý khán giả mình bấm cho Coleman một cái chia sẻ, bấm một cái nút chia sẻ giùm Coleman nha. Rồi. Đó, cùng xem cái món quà của Coleman này ý nghĩa không? Ồ, chị Hoa Sen, anh Điền chăm sóc chu đáo cho hai ông anh quá. Chúc ba anh tuần mới happy. Đó, cái này là mình chăm sóc, lát nữa về mình kiếm bia kiếm mồi nè, bữa nay coi như là. Riêng sinh nhật anh Sơn là phải nhậu như 7 ngày 7 đêm. Rồi, cái này rồi, đây. Rồi bà. Qua anh Giang nè, rồi anh Giang tóc có nhiều nè. Đó, đây là hai người đàn ông già nhất công ty. Chào Demi Foster. Ừ. Hôm qua sinh nhật ảnh nhưng mà chưa có tặng quà nên hôm nay tặng cho ảnh cái này, đi ảnh cho ảnh làm đẹp cho ảnh.
Sơn ơi. Đó. Ok quá anh Sơn ơi, thấy ok quá trời. Quá ok. Ok à. Quá trời. Cái này nó có 9 cái màu cho trẻ mà các bạn trẻ nữa. Đẹp lắm. Đây 9 màu của các bạn trẻ nè. Hồi nãy mình giới thiệu cho bà con. Đó. Đây là màu gì? À, đây là màu xanh đen. Đó. 9 màu cho các bạn trẻ luôn nha. Sướng chưa? Đây là màu sô cô la. 2 màu. Pink brown, màu hồng nâu. Rồi các bạn nào mà muốn đổi màu tóc từ trẻ cho tới người trung niên lớn tuổi cứ đến vào chỗ Gia Long Tuấn nha. Rồi mình sẽ kêu các bạn mình gửi hàng qua đây để phục vụ cho bà con. Đó, 4 màu. Màu trà. Đó, màu trà nè, màu hạt dẻ nè. Sản phẩm này là sản phẩm của Nhật Bản nha. Bà con bác thân mến, đây là sản phẩm của Nhật Bản. Rồi nó có cái QR code nè. Đó, bà con bác mình có thể quét cái QR code thì nó sẽ hiện ra cái chữ Sin Hair. Đó có cái app á. Rồi bên dưới cái livestream comment có để cái link để bà con bác vô đó đặt hàng nha. Cái này không phải sản phẩm của Colorman, này mình chỉ quay mình thấy hay mình quay giùm thôi. Đó. Quay mình giới thiệu cho bà con xài thôi nha, chứ không phải sản phẩm của Colorman nha. Colorman cũng không có bán cái này nha. Bà con mình liên hệ trực tiếp với các cái link của sản phẩm để gắn dưới comment bên dưới đó. Đó, 9 màu luôn, có màu cam nữa, đã lắm. Cam với lại màu trà sữa. Đây có màu cam với màu trà sữa nữa nè. Demi là thích màu cam, mình chơi cái màu này nè Demi, hết sảy luôn nha Demi. Độc đáo chưa, màu cam để nguyên trái cam. Đây là thành phần là gồm có chiết xuất từ cái rễ nhân sâm nè. Rồi. Glycol nè, glycerin nè. Nói chung là rất là nhiều hoạt chất luôn. Công dụng là dầu gội với thành phần thiên nhiên. Nuôi dưỡng thay đổi màu tóc nhanh chóng thuận tiện. Đó. Cách sử dụng rất đơn giản, để tóc khô chải đều dầu gội lên tóc, kết hợp với massage đến khi có bọt, ủ tóc ít phút rồi đến khi lên màu rồi xả lại bằng nước sạch hết. Cái này bảo quản ở dưới 30 độ C, đừng để chỗ nóng quá nha, nóng quá không tốt. Rồi. Đơn vị phân phối là công ty trách nhiệm hữu hạn Sin Hair Japan. Ồ, anh Sơn xong rồi kìa. Ủa sao tóc em nó ra cái màu nâu nâu vậy? Chà sử dụng sao? Chà tí mút cho em, bớt là không ra liền. Thọt kêu ngay, thọt ngón tay vừa bấm vừa chạy. Dạ, vừa chạy. Nó ra rồi. Mình nó cầm được cái điều nữa. Chà được. Ok. Con mã nhìn đẹp lên. Đồ xịn mà, trời dữ. Cũng được ha, giá cũng được, ổn định ha. Màu đen là 350 một cái chai như vậy, còn màu nâu là 370.000 nha bà con. Hồi nãy mình đã giỡn á, chứ không phải 3.500.000 đâu. Mà có tới 9 màu cho trẻ, cho các bạn trẻ xài nữa, rất là thời trang. Cái này nó tạo bột nhiều. Có nhiều cái tạo bột ha. Có nhiều dầu gội lên nó đâu có chậm lên gì, nó đâu có bột nhiều đâu. Phải xịt nước vô, cái này không cần xịt nước nhưng mà bột vẫn ra. Đó. Theo anh chủ tiệm Long, tiệm Gia Long ở Lâm Nhân Bền thì anh nói cái riêng cái sản phẩm này nó đặc biệt hơn các cái thứ khác là không cần xịt nước mà bọt nó ra rất là nhiều. Có nhiều cái là để nước vô là mới được. Ừ. Có nhiều loại dầu gội phải để nước vô, còn riêng cái này là nếu mà mình xài thuốc nhuộm là nó sẽ hay bị dính lên đầu á. Ha, cái này không, tuyệt đối là không có dính lên đầu luôn, chút xíu xả cái là xả với ủ cái là xong. Đó. Anh Long là chuyên gia chủ tiệm tóc Gia Long ở Lâm Nhân Bền. Đây nhiều hết trơn luôn rồi. Ừ. Long nói là nhanh lắm, khoảng 10 phút là thấy nó lên màu hết rồi. 10 phút là lên đều luôn mà mùi thơm dễ chịu lắm. Ừ.
Rồi, thì là có thể là cho gọi xả được đó. Rồi, cho gọi xả. Oh, wow. Ồ, sinh nhật 65 mới xong, hôm nay về có vợ nó, ủa sao anh còn có 60 vậy anh? Nói với mình cũng nôn, mình cũng nôn lắm á. Đi gọi đầu cho anh ta mà mình nôn chứ không gì hết trơn á. Mình nôn là mình nôn nhậu chứ không. Đi gọi đầu cho anh ta mà nôn nhậu. Tại vì cá là không lên, nếu mà lên liền là bao ông chầu nhậu, ông không tin. Dạ có, như vậy ship toàn quốc, ship toàn cầu á. Này nó lên lẹ nha. Này lên lẹ. Vô trong hội đồng. Dạ. Xong ra lá cắt tóc nhẹ nữa. Ui dồi ôi, quá đỉnh. Hay quá Miri ơi. Miri sẽ gọi cái gì? Dạ. Nếu Miri chọn màu, gọi màu gì? Dạ, gọi màu tím ạ. Thấy khoái rồi, võ này khoái rồi, nãy tính không gọi. Màu tím với lại màu xanh rêu ạ. Đây, màu xanh rêu đây. Mến chào bà con, cô bác. À, nãy có cái chị Sandy gì chị hỏi đó. Chị muốn ủng hộ cho các cái... Ủa Sandy Trần còn ở đó không ta? Nãy Sandy muốn ủng hộ cho các chương trình tình làng nghĩa xóm tiếng rau của Colorman đó. Thì đây là bạn Miri nha. Ừ. Cindy, chị Cindy ở tiểu bang Atlanta. Rồi, chào. Ôi, có ai chuyển 2 triệu rưỡi mà mình sẽ được ăn sơn, mọi người ơi. Anh chị Demi chuyển 2 triệu rưỡi, anh Sơn ơi. Chị Demi chuyển tiền. Dạ phải. 5 kết bia nha anh Sơn. Chị Demi chuyển tiền cho Miri kìa. Quá vui luôn. Thôi giờ biết sao, lát trưa mình phải về nhậu luôn chứ sao. Yeah. Rồi Sandy Trần, đúng rồi bạn Sandy Trần. Sáng sớm đi gọi đầu tỉnh rượu luôn. Ôi mẹ ơi, sáng hồi nãy mình quên chụp cái tấm hình mà trước before and after đúng không? Ồ, chụp trong clip mình cắt xong clip rồi. Có tấm after luôn. Có after nhưng không có before. Có tấm before luôn. Phải có cái bằng chứng đó thì mới trung độ được chứ, không lát nó cãi nữa. Đó, lúc mà gọi đầu. Đã quá, bóp đầu sướng quá. Rồi, bị lóe đèn. Bị lóe đèn. Đèn thui lui. Super. Mềm á, tóc nó mượt mềm lắm. Đó. Không có bị cứng như cái thuốc nhuộm. Ừ. Thuốc nhuộm thì tóc nó cứng, còn cái này thì làm cho tóc mình nó mềm. Còn nó thơm nữa. Nó không bị thương, nó không bị tổn thương tóc. Chắc chắn luôn. Thuốc nhuộm này nó. Hay quá. Rồi, cảm ơn nha. Tỉa tóc cho chú một chút nữa con, cho lỡ cho chú đẹp luôn nữa con. Dạ rồi, xin được chào tạm biệt quý khán giả tại đây nha. Đó, hôm nay có một cái clip cũng rất là vui vui, nó coi như các anh em coi như là hai có nhiều cách để mình bày tỏ
tình yêu thương với một ai đó. Và không nhất thiết là phải lúc nào cũng phải là vật chất to tát. Lúc nào có điều kiện thì tặng cái này, lúc nào không có điều kiện thì mình tặng cái này. Lúc nào họ không có điều kiện thì mình tặng cái này, lúc nào mình có điều kiện mình tặng cái này. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả nhé. Xin hair, xin hair. Quá xuất sắc. Ôi tóc anh Giang mới dữ nè. Wow, wow, wow. Lướt qua cho anh Giang cái đằng cuối đi. Ok. Đó, tóc anh Giang đang mung luôn, tóc anh Giang mới đang thấy rõ luôn. Mềm mại. Hay quá. Ông ha. Đẹp trai liền bái. Tút lên chút xíu nó giận sóng nữa. Đó, đây là anh Giang. Ở bên kia là Sơn Giang, nhưng làm nay đổi trắng thay đen nha. Mà cảm giác như tóc nó có độ bóng nữa nha. Ha. Vấn đề ở đây là thứ nhất là cái màu đen đó, tự nhiên không có gì cái giả tạo. Ôi xuất sắc quá xin heo ơi. Rồi vậy là lát chầu nhậu em bao nha. Gọi một lần là lên màu liền. Đó nãy mình nói không tin.